Điều chỉnh độ sáng màn hình trên iOS 13, trên iOS 13 và iPadOS 13, Apple đã chuyển cài đặt Auto Brightness sang vị trí khác. Điều này làm người dùng lầm tưởng tính năng này không còn nữa. Trên thực tế, nó vẫn hiện diện trên hệ điều hành di động của táo khuyết. Auto Brightness là tính năng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên điều kiện ánh sáng môi trường xung quanh. Khi bật tính năng này, màn hình iPhone hoặc iPad sẽ tự động điều chỉnh độ sáng khi ánh sáng môi trường thay đổi. Nó hữu ích vì bạn không cần điều chỉnh độ sáng màn hình thủ công nhất là khi bạn thường di chuyển giữa những nơi có điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, vì Auto Brightness làm thay đổi độ sáng màn hình liên tục, nó cũng làm pin thiết bị cạn nhanh hơn. Nếu bạn là người ít di chuyển và muốn tiết kiệm pin, bạn có thể tắt nó, sau đó điều chỉnh độ sáng màn hình thủ công mỗi khi cần. Sau đây là các bước bạn cần thực hiện nếu muốn tắt tính năng Auto Brightness trên iPhone hoặc iPad chạy hệ điều hành di động mới nhất của Apple. Bước 1: Mở ứng dụng Settings trên iPhone hoặc iPad. Bước 2: Chọn Accessibility. Bước 3: Chọn Display and Text Size. Bước 4. Di chuyển xuống dưới đến cài đặt Auto Brightness. Sau đó tắt công tắc nằm bên cạnh nó, rồi thoát khỏi ứng dụng. Sau khi tắt cài đặt Auto Brightness, màn hình iPhone hoặc iPad sẽ không điều chỉnh độ sáng tự động nữa. Điều này có nghĩa bạn phải tự mình điều chỉnh độ sáng màn hình thủ công thông qua -E SETTINGSHOACCONTZOLCNTEZ.